sẽ nghĩ rằng cái buổi trò chuyện của chúng tôi là không quá một tiếng, và cái phần thời gian còn lại mà tôi nghĩ rằng đấy cũng là một phần chính là để tất cả chúng ta cùng trò chuyện với nhau về cuốn sách. Thế nhưng mà vì bây giờ vẫn thấy ở dưới kia hơi ồn, các bạn có thể cho im lặng không quá một tiếng, tôi hứa là cái buổi này không quá một tiếng, rồi chúng ta sẽ tha hồ hò hét nói chuyện sau. Mấy bạn kia ồn quá. Vậy em hỏi cái gì anh ạ? Không nhớ. Em hỏi về cảm hứng của khi mà anh ra đời cuốn sách này rồi những bài viết trong này. Khoảng năm 2000 ấy thì là trước đây là tôi biết là tôi chỉ ghi chép ở trong cái sổ tay của tôi những cái ý nghĩ của tôi về về nhà cửa, về các cái vùng đất mà tôi đi qua đó. Nó không phải là một bài. Thế nhưng mà cái lời đề nghị đầu tiên, điều này rất ít người biết, tôi nghĩ là không ai biết. Cái bài đầu tiên viết về cái đề tài nhà cửa kiến trúc ấy, lời đề nghị khiếm nhã là chính là của Dương Minh Long. Lúc đó là anh Long, anh có phụ trách cái phần hình ảnh cho một cái tạp chí mà từ năm 2000, bây giờ tôi không nhớ tên là tạp chí gì. Và anh ấy bảo là ảnh thì có rồi, bây giờ là cương viết cho tôi một cái bài về một cái nhà cổ tôi chụp ở Nha Trang. Tôi nhớ là như thế. Thế thì từ đấy là nó mới thành một cái nếp. Tôi giữ cái mục đó ở trong cái tạp chí đó, họ gọi là không gian sống. Thế rồi sau khi viết một thời gian cho cái tạp chí thì cái tạp chí nó chết. Thì cũng lại là lúc tôi có một quen một cái anh kiến trúc sư ở phía Nam, tên là anh này là anh Nguyễn Văn Tất. Anh ấy phụ trách cái tờ Nhà Đẹp của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Anh mới đặt tôi thỉnh thoảng có một cái bài gì đấy về nhà cửa, về nội thất, về thiết kế cảnh quan, về ánh sáng ở trong kiến trúc chấm chấm, thì là tiếp tục vân vân. Và cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng có những cái tạp chí về kiến trúc, tạp chí Nhà Đẹp, tạp chí nội thất thì có đặt bài tôi. Thế nhưng mà chị bảo là 23 năm số bài nó cũng rất nhiều. Thế và không nên nói dối, nhưng ở đây thì rất nhiều bạn thân của tôi biết là vừa rồi là tôi có bị ốm. Và trong cái lúc nằm chán nản ở nhà đấy thì tôi nghĩ là có lẽ là việc đầu tiên là tôi phải dọn dẹp cái lòng tôi lại, bớt tất cả những cái chuyện linh tinh, cái chuyện nó không đáng để mình lưu lại. Và thứ hai nữa là dọn cái máy tính, vì mình viết nhiều quá, đến lúc cần tìm một cái bài là rất khó. Thì khi mà mình dọn thì mình tìm ra được một cái tứ là tại sao mình không bỏ là bỏ theo đúng nghĩa đen, tức là tôi xóa hết ở trong máy, tôi chỉ còn được khoảng 60 bài. Như Yên Ba vừa nói đấy, 60 bài mà thời gian là từ năm 2000 đến bây giờ giải rác, chứ không phải lúc đầu viết là để nghĩ rằng một ngày sẽ in cuốn sách này. Và đây nó chỉ là một cái đề tài của tôi thôi, bởi vì là cái đề tài chính mà tôi quan tâm thì là hy vọng sẽ có một quyển số 2. Đấy là những cái bài tôi viết phê bình hội họa. Thế thì cái cảm hứng là nó sinh ra chính từ cái việc ấy, tức là cái độ tích tụ của thời gian thì nó mới thành được cuốn này. Nó hỏi gì nữa? Cảm hứng của anh khi mà làm cuốn sách này là có những kỷ niệm nào của anh cho về cái bài viết này, bởi vì trong cái quãng thời gian hơn 20 năm anh viết, và anh đã viết rất là nhiều về ngôi nhà, về những người bạn của anh, thì chắc là phải có rất là nhiều kỷ niệm anh có thể chia sẻ một số kỷ niệm thú vị. Thì tôi là nghệ sĩ, những bạn của tôi như chị biết là các cái nhân vật, những cái ngôi nhà của các cái người bạn của tôi ở trong này thì toàn là bạn văn nghệ hết. Tôi là người chơi rộng rồi chơi lâu, cho nên là tại sao ở trong này không phải là không có những người mà các bạn không biết tên, tại vì là tôi cũng có rất nhiều các cái bạn ở trong xã hội. Nhưng mà mọi người thì thường để ý những cái bài tôi viết về nhà anh Nguyễn Quy Thiệp, vì chơi với nhau nó quá lâu. Anh ấy ra nhà tôi vào nhà anh thì chắc là vài trăm lần cũng được nhớ hết rồi. Thì tôi thấy có cái chi tiết gì thì tôi viết trong cái bài về anh Thiệp, bài về nhà anh Nguyễn Quang Thiều, bài về nhà anh Đào Hải Phong, bài rất nhiều nhà của Dương Minh Long, trong này cũng có một bài. Thì cái chuyện đó nó là lẽ đương nhiên, bởi vì mình chỉ viết cái gì mà mình hiểu và mình thấy nó có một cái câu chuyện gì đấy. Chứ còn nếu mà các bạn đọc cái bài, giả sử tôi viết về nhà của Nguyễn Quang Thiều mà bạn dừng ở đấy thì tôi cũng không nhằm mục đích đấy. Thực ra là qua cái nhà của Thiều để nói về một cái chuyện nó khác hơn. Đấy là cái gốc rễ, cái cội nguồn, cái cuống nhau để nuôi cái đời sống tinh thần trong nghệ thuật của Nguyễn Quang Thiều.
và từ đấy bạn suy ra đến người khác. Chứ còn nếu mà chỉ bó vào cái chuyện của nhà ông Kiều thì chắc là tôi cũng không biết. Nhà là người, người là nhà, và thậm chí đẩy cao lên thì nhà và người là một ấy. Nó xuyên suốt tất cả những ngôi nhà mà tôi viết trong cuốn sách này. Và nhà và người nó là cái dung lượng khoảng 2 phần 3 của cuốn sách. Thế còn 1 phần 3 còn lại là đất và người, là những cái vùng đất tôi đi qua, ví dụ như Hải Phòng, ví dụ như Sài Gòn, Đà Lạt và Hà Nội. Hà Nội là nơi tôi sinh ra. Vâng, Sapa. Hà Nội là nơi tôi sinh ra thì đương nhiên là cũng có vài bài về Hà Nội. Thế thì thông qua tất cả những câu chuyện đất, người thì phải thấy nhà. Tại sao Hà Nội, Huế, Sài Gòn đều là những thành phố nằm cạnh sông? Nhưng mà cái người, người Hà Nội khác với người Huế, khác với người Sài Gòn. Không chỉ là nhà mà đất nào thì cũng là người ấy. Cái phong thổ, cái thủy thổ của cái vùng đất ấy, nó sinh ra cái tính nét của cái người ấy, nó sinh ra cái kiểu nhà ấy. Tôi giả sử nếu như không phải là ở cái vùng đất này, là của cái người Việt này, thì liệu có cái ba gian hai trái tiền kẻ hậu bảy hay không? Ví dụ như vậy. Anh cũng thấy rằng là anh nói cái ý rằng là đất nào sinh ra người đấy. Anh cũng nhớ là trong cuốn sách của anh thì anh nói là đất Hà Nội nơi sinh ra thì rất là hợp để dưỡng. Hay như vậy mà ngược lại thì đất Nghĩa An là để sinh. Và mỗi vùng thì lại có những cái thổ khác nhau và sinh ra những cái con người đặc trưng, tính cách của vùng miền đấy. Thì anh là một người đi qua rất là nhiều vùng đất, thì anh dường như có những cảm nhận rất sâu sắc về việc đấy, phải không ạ? Trong 330 trang của cuốn sách, bất kể là viết về cái vùng đất nào, viết về cái người nào, viết về cái ngôi nhà nào, thì quan điểm viết của tôi, và sau đây ba cái cuốn sách tiếp tới cũng thế, tức là tôi không bao giờ tôi viết cái gì mà là 2 cộng 2 bằng 4. Đương nhiên tôi cũng không điên đến mức là tôi viết cái chuyện mà 2 cộng 2 bằng 10. Nhưng mà tôi sẽ đi giữa cái ranh giới là sai đúng đúng sai. Trở lại cái ví dụ, cái dẫn chứng mà bạn vừa nêu. Đầu tiên tôi xuất phát từ hai ý. Ý thứ nhất là trong kinh dịch người ta nói rằng là thổ thì chủ tích mà thủy thì chủ động. Tiếp theo thì thành ngữ Việt Nam có một cái câu là cha sinh mẹ dưỡng. Thế thì từ đấy tôi mới suy ra rằng cái chất đất của Hà Nội là âm thổ. Có nghĩa là gì? Là nó là cái nơi mà dưỡng nhiều hơn là sinh. Thế còn vùng Thanh Nghệ chỉ sinh ra vô cùng nhiều, nhiều văn nhân tài tử, nhiều người tài, nhưng mà nó lại không có tính chất dưỡng. Cho nên là tất cả những người Thanh Nghệ là họ thường đi tất cả các vùng miền. Không phải là Hà Nội thì không sinh ra những văn nhân tài tử, những người tài cho cái đất nước này. Nhưng rõ ràng là nó là nơi trú ngụ, nơi nuôi dưỡng những người tài ở các vùng khác đến với nó nhiều hơn. Chụp cho anh thử. Nhìn em à? Ok. Rồi, thank you. Thank you em. Cảm ơn chị ạ.